Xin chào các bạn. Hôm nay shop đèn pin công số lớn sẽ review cho các bạn xem một mẫu đèn pin đeo chán rất là đặc biệt luôn ha. Chiếc đèn pin này có kích thước cực kỳ nhỏ gọn kèm với một cái quang thông rất là ấn tượng. Mình sẽ mở cho các bạn xem nha. Đèn pin này được thiết kế dựa theo cái mẫu là D25 mà trước đây tôi có review cho các bạn xem á. Mẫu đó bán rất là chạy được, rất là nhiều khách hàng ưa chuộng bởi vì nó nhỏ gọn, nhẹ, giao diện đơn giản, dễ sử dụng mà nó bền nữa, chống nước rất là tốt. Đèn pin này thì được hãng ghi rất là rõ về cái thông tin nó trong một tờ giấy như thế này. Đèn pin này tên là H05A nha các bạn. Và lưu ý là đèn pin này chuyên tản rộng. Quang thông của nó rất là cao, lên đến 2.500 lumen. Tầm chiếu xa với cái mức 2.500 lumen thì nó phải là ấn tượng lắm chứ. Nhưng mà nó chỉ dừng ở, ở mức là 120 m thôi. Bởi vì nó chuyên tản rộng mà. Đèn pin này chuyên tản rộng nha các bạn. Rồi mình sẽ mở ra cho các bạn xem nè. À, đèn pin này được tặng kèm một cọng cáp sạc Tai si, si, hiện đại rồi chứ không phải là cắp sạc Micro USB như là một D25 trước đây ha. Cái cổng Micro USB bây giờ kiếm cũng hơi cực lắm á, nó bị lỗi thời rồi. Về cái cấu tạo kích thước của nó thì không khác gì so với D25, vẫn là cái kiểu đeo như thế này, hai cái bát kẹp hai bên ha. Các bạn có thể xoay chiều nào cũng được, không cần phải lo lắng về cái việc mà mình đeo ngược ha. Những cái đèn pin khác thì phải đeo đúng chiều, còn đối với đèn này thì các bạn hoàn toàn có thể xoay chiều nào cũng được bởi vì cái này nè nó có thể xoay lên xoay xuống được thoải mái lật ngược lại thì quay này xuống lật ngược lại thì quay này xuống cái công tắc này nó sẽ đảo qua đảo lại thôi không ảnh hưởng gì mình bấm như thế này đó cũng không ảnh hưởng gì rồi về cái dây đeo á, thì không khác gì so với D25 ha còn về cái hình dạng cũng không khác luôn chỉ có khác là con led led nó sử dụng là năm con led Osram P8 quang thông là 2500 lumen nha các bạn tầm chiếu xa là 120 m, chống nước là IP66 mà theo mình thấy là khả năng chống nước của nó sẽ tốt hơn D25 rất là nhiều đấy. Rồi ở phía bên đây vẫn giống như đèn pin D25, đó là một cái nắp để cho pin vào, mình sẽ cho pin vào cho các bạn xem. Nó sử dụng pin 18650 nha các bạn. Tôi biết chắc sẽ có rất là nhiều người tiếc nuối tại sao cái đèn pin nhỏ gọn như vậy không làm cho nó pin lớn hơn đi để cho nó À, sử dụng được lâu hơn nhưng mà các bạn biết á, cái ý của người ta là muốn thiết kế cho nó gọn nó nhẹ chứ nếu mà muốn làm pin lớn hơn thì rất là đơn giản rồi à, nó gọn nhẹ nha các bạn mà nó tiết kiệm pin lắm xài ở chế độ mà turbo á, thì nó xài được một tiếng rưỡi còn xài ở cấp độ số 5 á, thì nó xài lên đến 3 tiếng đồng hồ đối với pin ba mAh nha các bạn rồi mình cũng công bố cho các bạn xem về cái thời gian sử dụng của nó luôn rồi đó rồi bên đây nó sẽ có những cái điểm khác biệt thứ nhất là công tắc này nó màu đen rồi nó không còn là màu xanh lá cây như trước đây nữa mà trên cái nút bấm này nó có đèn luôn bật lên cho các bạn xem nè đèn nó sẽ báo luôn nhưng mà các bạn yên tâm cái đèn báo trạng thái hoạt động này nó sẽ tắt đi sau một tí xíu đó nó tắt đi rồi và khi mà các bạn sạc pin nó cũng báo trên đây luôn cái cổng sạc pin nó sẽ nằm ẩn bên trong này cổng sạc tai si nha các bạn chứ không phải micro USB nha và cái đèn Ban đầu mẫu D25 nó sẽ có cái đèn báo hiệu ở đây. Nhưng mà hôm nay nó đã loại bỏ rồi mà nó nằm ngay trên cái phím bấm trên đây luôn. Rất là hiện đại ha. chống nước tốt hơn. Rồi, ở đây mình có cái cây D25 mà tôi đã sử dụng gần 2 năm rồi. rồi. Cho các bạn xem nó sẽ có sự khác nhau như thế nào. Rồi, cái mặt phía trước của nó nó loại bỏ những con ốc rồi, nó tối giản hơn rất là nhiều và thiết kế nó liền lạc hơn. Đó nó liên lạc hơn và chống nước sẽ tốt hơn so với cái kiểu này ha rồi ánh sáng nó là ánh sáng chuyên tản rộng nha các bạn quan thông cao tầm chiếu xa hạn chế bởi vì nó chuyên tản rộng bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng nha mình bấm nút này một phát là nó sẽ nhớ cấp độ sáng mà trước đó như thế nào nó sẽ sáng cấp độ đó nó nhớ nha các bạn nhớ trạng thái luôn và khi các bạn nhấn giữ nó sẽ bắt đầu nó step down đó, nó chuyển xuống cấp độ tối nhất rồi xong nó quay về cấp độ sáng nhất nó tổng cộng có 5 cấp nha các bạn 5 cấp sáng thì các bạn muốn sáng ở cấp nào thì các bạn buông ra ở cấp độ đó thì nó sẽ giữ lại rồi để bật turbo thì bấm hai lần bấm hai lần thì nó sẽ sáng turbo và ở cấp độ sáng turbo này nè nó sẽ có một cái hiện tượng là giảm nhiệt độ để bảo vệ con led cho nên nó sẽ giảm sáng nha các bạn mình nói trước nha còn ở cấp độ số 5 á, thì các bạn không cần phải lo cấp độ số 5 này thì không cần phải lo. À, nó sẽ giảm nhẹ thôi chứ không có đáng kể gì đâu, nó vẫn nóng nhưng mà nó giảm nhẹ thôi nó không đáng kể gì đâu. Tại vì nó có có 1200 lumen nè. Rồi khi mà bật lên turbo này thì nó sẽ bị một cái hiện tượng là giảm sáng để nó bảo vệ con LED tránh quá nhiệt. Rồi, ở cấp độ turbo này nè, các bạn bấm hai lần, nó sẽ bật chế độ chớp. Đơn giản nhưng mà vẫn có chế độ đầy đủ nha. Rồi bấm hai lần nữa, nó sẽ chuyển sang chế độ chớp kiểu, kiểu khác. Đó. Rồi bấm hai lần nữa nó sẽ chuyển sang trạng thái chớp theo kiểu khác. Để cảnh báo chứng nghệ vật để chúng ta um, dùng trong công việc là sửa chữa xe ô tô khi mà nằm đường gì đó. Cảnh báo chứng nghệ vật nói chung là SOS. Vậy đó. Rồi bấm một cái thì nó sẽ tắt luôn. Còn nếu mà bấm hai cái nữa nó sẽ trở về trạng thái mà trước đó là trạng thái turbo. Sạc thì họ không có kèm theo cái cốc sạc nha các bạn. Chỉ kèm theo cái cáp sạc thôi. Còn cốc sạc thì mình nghĩ là bây giờ rất là dễ tìm mà đúng không? Rồi Cách sử dụng thì sạc vào đây Còn muốn sạc rồi thì cũng được Các bạn có thể sạc một lúc 4 năm viên pin vậy đó Mình review cho các bạn xem Nhưng mà thực tế thì mình cũng sử dụng cái đèn này nha các bạn Mình đang sử dụng tới ba cái đèn này lần nè Mình xuất ra ba cái để dành cho anh em đi du lịch chung với mình á Hay đi ở ngoài Người đeo một cái để đi cắm câu Rất là tiện lợi luôn Gọn nhẹ Nó không bị nhức đầu mà nó lại sáng Rất là tiết kiệm điện mà nó sáng nữa đó. Rồi, bây giờ mình sẽ ra ngoài, mình test cho các bạn xem ánh sáng của nó trong màn đêm như thế nào nha. Sau đây là video test ánh sáng thực tế của chiếc đèn pin đeo tráng H05A, sử dụng là 5 con LED Osram P8, quang thông là 2500 lumen, tầm chiếu xa là 120m. Tôi sẽ tắt đèn đi để test ánh sáng cho các bạn xem. Bây giờ tôi sẽ tăng nó lên cấp độ sáng số 5, đây là cấp độ max nha. Đây, cấp số 5. À, ở cấp độ này thì chưa phải là turbo nhưng mà nó có thể hoạt động liên tục nha, không bị giảm sáng, ánh sáng nó truyền tản rộng, rất là dễ nhìn thấy mọi vật xung quanh, nó không gom một chậm đâu nha. Cái này thì dùng để đi câu cá, cắm trại hoặc là dùng trong những lúc cúp điện á, thì rất là tuyệt vời. Nhưng mà đi săn á, thì mình thấy là không khả thi cho lắm. Nhưng mà nếu như các bạn muốn muốn mua thì ok vẫn được thôi tùy các bạn muốn sử dụng theo trường hợp nào thôi nhưng mà mình khuyến khích là cây này dùng trong công việc là cúp điện hoặc là đi câu cá cắm trại gì đó chiếu sáng tản rộng ok còn đi săn thì hơi khó nha tại vì nó nhìn xa không được rồi bây giờ mình sẽ bật lên turbo nè đó cấp độ turbo nó sáng gấp đôi nha các bạn nhìn trong cái máy quay thì bình thường thôi nhưng mà ở ngoài nó sáng gấp đôi đó video này mình giữ nguyên mình không tăng sáng thực tế thì cái máy quay mình nó cùi bắp lắm nó không có chế độ là à... tự nhiên nó không tự nhiên đâu các bạn nó quay tối thui à mình nhìn ở ngoài còn sáng ở trong cái máy quay nữa nhưng mà mình giữ nguyên như vậy luôn chứ mình không có tăng sáng lên có công anh em lại nói mình là treo đồ dê bán thịt gió nữa thực tế ở ngoài nó sáng hơn trong cái 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 video mà các bạn xem á nó sáng hơn tí xíu nha cái máy quay mình nó xuống cấp lắm rồi điện thoại cù bắp á các bạn nó hay bị cái hiện tượng là ánh sáng nó yếu xìu và nó thu sáng không được tốt một chiếc đèn pin rất là nhỏ gọn luôn nhỏ gọn nhẹ quan thông cao dễ sử dụng chống nước tốt độ bền thì khỏi lo rồi nó xài phải nói là nồi đồng cối đá luôn và nếu như các bạn có nhu cầu mà đặt hàng á, thì các bạn cứ gọi điện qua số điện thoại trên màn hình giùm mình ha shop đèn pin công suất lớn mình sẽ báo giá ha giá của nó thì kèm với pin nữa cho nên là không biết là các bạn muốn lấy pin nào nói chung là cái đèn pin giá phải chăng nhất rồi cảm ơn các bạn đã xem video nhé xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kỳ sau nhé